Mới đây, câu chuyện của cô gái tên Tiêu Phương tại Trung Quốc khiến cộng đồng mạng sôi sùng sục, ý chí quyết tâm làm giàu. Cô gái trẻ 27 tuổi đã kiếm được số tiền là 3 tỷ đồng một năm với công việc nghe thôi đã thấy vô cùng kỳ lạ này. Cứ đổ vào đông, Tiêu Phương lại chuyển vào trang trại để sống cùng bầy heo. Gần như cô dành tất cả thời gian trong ngày để ở trong trang trại. Cô chia sẻ rằng vì thời tiết mùa đông khá buốt, heo con sau khi sinh phải để vào thùng giữ nhiệt. Thậm chí nếu heo mẹ không để ý sẽ nằm đè chết con. Vì thế cô phải luôn túc trực để đảm bảo rằng đàn heo con sẽ luôn khỏe mạnh cho đến khi thời tiết ấm lên. Tiêu Phương lại rất yêu mến chúng. Cô yêu chúng đến độ mỗi khi thấy chú heo nào đáng yêu là lại hôn chuồn chuột. Cô gái trẻ còn rất chăm chỉ dọn dẹp chuồng máng sao cho sạch sẽ nhất. Cô còn tiếp tục đi học chăn nuôi để có thể chăm sóc đàn heo tốt hơn. Sau khi cha giao toàn bộ trang trại cho mình, Tiêu Phương lại ngày một nỗ lực hơn. Mỗi ngày cô đều dậy sớm dọn dẹp chuồng trại, đích thân vào buồng đỡ đẻ. Mỗi tháng cô phải đỡ đẻ cho hơn 80 con heo. Gặp chú heo nào khó sinh, cô lại phải thức thâu đêm để chăm sóc. Cũng chính sự cố gắng này mà Tiêu Phương một năm đã kiếm được hơn 1 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 3 tỷ đồng. Và cô vô cùng kiêu hãnh vì công việc này. Chắc hẳn phải ai yêu quý động vật mới có thể làm được như cô gái trên. Vậy các bạn nghĩ sao về công việc này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!